Năm 2021, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 33 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật với số tiền xử phạt gần 190 triệu đồng, qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, nhiều nhất là thông tin diễn biến sai về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận. Cùng với đó là những hành vi đăng tải, chia sẻ, cung cấp thông tin sai sự thật, thông tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Mức phạt hành chính trong lĩnh vực này từ 5 triệu đến 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây đối tượng vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như cờ bạc, đường dây làm bằng hồ sơ giả. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, bôi nhọ danh dự người khác, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.